Nghiệp chướng mà chúng ta tạo nên không thể được xóa bỏ chỉ bằng một sự sám hối đơn giản, bởi vì mọi hành động, tư tưởng và ý niệm của chúng ta sẽ tích tụ trong từ trường của mình. Một khi tư tưởng đã được gửi ra, không thể thu hồi chúng lại, và không sớm thì muộn, chúng sẽ phát triển. Do đó, tốt nhất chúng ta không nên tạo nghiệp chướng mới. Về phần nghiệp cũ, tôi có thể giúp quý vị tẩy rửa. Quý vị phải tự trả nghiệp mới. Nếu quý vị cố ý phạm giới, nghiệp chướng mới thì khác với nghiệp chướng đã tạo ra trong quá khứ, khi quý vị còn vô minh. Vì vậy, hãy nghiêm trì giới luật. Nếu chúng ta sát hại bất cứ chúng sinh nào, hoặc nghĩ đến sự việc làm hại ai, một ngày nào đó những tư tưởng xấu sẽ trở lại, làm hại chính mình. Không gì thoát được nhân quả. Lực lượng của minh sư có thể giúp chút ít, nhưng luật nhân quả, quý vị không thể trốn thoát, hãy cẩn thận, đừng tạo thêm nghiệp mới. Giữ ngũ giới, giữ thuần chay nghiêm túc và sống cuộc đời đạo đức, rồi quý vị sẽ ở bên tôi. Đừng lo, tôi sẽ đến đưa quý vị đi dù là gì. Chỉ là nếu quý vị không tuân thủ luật nhân quả, quý vị sẽ đau khổ trong đời này, hoặc sẽ trì hoãn sự thăng hoa của tâm linh, hoặc sẽ ở lại một đẳng cấp tâm thức thấp hơn. Lúc tâm ấn, quý vị có 5 vị thiên thần, nhưng nếu chúng ta không tiếp tục con đường cao thượng thì các thiên thần cũng sẽ rời bỏ chúng ta, một hay hai vị hay tất cả họ, tùy theo. Ngay cả thiên thần cấp thấp sẽ không được phép ở lại nếu người đó không xứng đáng. Không phải mình phạm giới thì người nào đó sẽ hại mình, tự mình hạ đẳng cấp của mình xuống, rồi mai mốt sẽ phải tự kéo mình lên. Cũng như học trò đi học mà không siêng năng, lại phá phách trong trường này nọ, thế nào cũng phải bị ở lại lớp hoặc bị đuổi. Đến khi quá chán ngán thì mới chịu trở vô học lại, rồi sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, phải chứng minh cho thầy cô biết là mình bây giờ đàng hoàng rồi. Khi tôi truyền tâm ấn, trước khi truyền tâm ấn, quý vị biết 5 giới trước, bởi vì chúng ta không thể xây dựng vĩ đại và sự huy hoàng tâm linh bên trong một thứ dễ lung lay như là hành vi kém đạo đức. Cho dù quý vị có lực lượng, quý vị rất mạnh mẽ, nhưng quý vị không có đủ tiêu chuẩn đạo đức, quý vị sẽ trở thành vị vua ảo tưởng ma vương. Quý vị không bao giờ có thể thành Phật, quý vị không bao giờ có thể trở thành điều gì vĩ đại, chỉ có thần thông thôi. Nếu giữ giới luật nghiêm minh, chúng ta sẽ không sợ hãi. Dù ở bất cứ nơi nào, tâm chúng ta sẽ an bình và dũng cảm. Đây chính là trạng thái tâm vô quái ngại. Mỗi công việc chỉ là một phương tiện cho chúng ta học hỏi và khôn lớn. Thật ra, chúng ta không làm việc nào cả. Quý vị không nên than phiền, nghĩ rằng mình làm cực khổ. Đó chỉ là phương tiện cho chúng ta học hỏi. Thượng Đế dùng phương pháp này để dạy dỗ chúng ta, cho nên chúng ta khai ngộ, cho chúng ta cơ hội để phát triển tài năng, trau dồi tính nết, làm hành vi của chúng ta đẹp hơn và phát triển đức tính, chú tâm. Công việc là cách để tôi luyện chính mình, giúp chúng ta đo lường tính nết, sức chịu đựng, tài năng và mức độ khai ngộ của mình. Thành thử không nên sợ làm việc. Sợ làm việc cũng là một căn bệnh. Càng làm việc nhiều, chúng ta sẽ càng khai ngộ. Làm việc cho người khác là làm việc cho chính mình. Quy luật trên cũng áp dụng tại thế giới này. Cho nên tôi cũng thường hay nói, phụng sự cho người chính là phụng sự cho mình. Đừng nghĩ rằng mình đang giúp đỡ người nào. Chúng ta được ban cho cơ hội làm công đức, nhưng đừng nghĩ đến công đức thì tự nhiên sẽ có. Nếu nghĩ đến thì công đức sẽ giảm bớt đi. Đừng ngại gian khổ. Phải nên làm việc và sử dụng năng lượng của mình. Trong thân thể chúng ta có khoảng 7 luân xa có thể hấp thu năng lượng vũ trụ. Nó giống như bình điện tự động được bổ sung bởi năng lượng của vũ trụ. Nhờ vậy, bộ máy này mới có thể chạy hoài. Và khi thiền, lực lượng này còn dồi dào hơn nữa. Mình càng cho ra thì càng nhận được nhiều, không bao giờ ngừng. Ở Hung Gia Lợi, tôi có nói sẽ đưa quý vị lên cảnh giới thứ 5. Và quý vị muốn lên cảnh giới cao nhất để làm gì? Mục đích đâu phải lên cảnh giới càng cao càng tốt,
mục đích là đồng nhất thể với Thượng Đế, ở đâu cũng được, giải thoát khỏi sinh tử và giúp thai nhân khi cần giúp. Cảnh giới thứ năm là hoàn hảo cho việc này. Đa số nhân loại chỉ đi tới đi lui trong năm cảnh giới. Đa số chúng sinh, thành thử quý vị ở cảnh giới thứ năm thì dễ kéo họ lên. Nếu quý vị lên tầng cao nhất thì mỗi lần xuống tầng thứ năm sẽ mất rất lâu, rồi lại mất một thời gian rất lâu nữa để xuống dưới này. Tầng thứ năm là ở giữa, muốn chào hỏi đấng tối cao cũng dễ, mà muốn với xuống dưới này kéo chúng sinh đau khổ lên cũng dễ. Đây không phải là chuyện tranh đua, hiểu không? Đồng nhất thể với Thượng Đế không có nghĩa là quý vị phải ở đẳng cấp cao nhất của Thượng Đế. Vì đa số người họ đang đau khổ trong thế giới vật chất, cho nên quý vị quanh quẩn ở đó thì có thể đi xuống giúp họ bất cứ lúc nào. Thân thể quý vị gồm có đầu, mình, bao tử, ngón chân này kia, tất cả đều là của quý vị. Ngay cả cái móng tay nhỏ xíu cũng là quý vị. Phải có người nào đó có móng tay chứ. Đâu thể nào ai cũng có cái đầu, đúng không? Vậy có tới bao nhiêu cái đầu? Chỉ có đầu thôi, không có gì nữa hết. Rồi đầu lăn lóc, không có tay để cầm gì cả, không có dạ dày để mà thưởng thức đồ ăn, không có chân để bước đi. Vậy cũng vô dụng thôi, đúng không? Giả sử quý vị có cái đầu, dù 100 cái đầu không có gì khác, có tốt không? Không, đã nói rồi, thành ra đừng có tham lam, nói là ở tầng thứ 5 con không thích, cảnh giới thứ 3 quý vị còn chưa đến mà nói con không thích cảnh giới thứ 5, thật là buồn cười và kỳ cục. Chúng ta vậy là tốt rồi, hiểu không? Thượng Đế đặt mình ở đâu cũng tốt, miễn sao chúng ta được giải thoát và chúng ta hữu ích cho vũ trụ. Đừng có đòi hỏi vũ trụ phải làm gì cho mình. Hãy hỏi xem mình làm gì được cho vũ trụ. Ý tôi là chúng sinh nói chung. Tu hành không nên quá cực đoan. Khi nghiệp quả đã tới thì không còn cách nào để bù được nữa. Nếu thời gian chưa tới cũng không nên miễn cưỡng. Ví dụ như quần áo của tôi rất mềm mại, nếu bị vướng gai của một đóa hoa hồng, tôi liền giật ra, nó sẽ bị rách. Tôi phải gỡ ra từng cái gai. Như vậy vừa bảo vệ hoa hồng, vừa giữ được quần áo. Khi thời gian đến chúng ta gỡ hết, mọi việc sẽ tốt đẹp sau khi gỡ cái gai cuối cùng ra. Đâu cần phải giật mạnh làm gì, sẽ làm hỏng cả hai. Hoa hồng bị hư mà quần áo cũng bị rách. Cho nên tu hành không thể quá cực đoan. Cuộc đời chúng ta phải trải qua nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn phải làm những gì, đều không thể tránh được. Chúng ta muốn cưỡng bách mình, tránh cũng vô dụng. Chúng ta phải đặt ưu tiên, chúng ta chỉ có 24 tiếng mỗi ngày, chúng ta phải đặt ưu tiên, điều gì làm trước và rồi, điều gì là quan trọng hay là không quan trọng. Nếu không quan trọng thì thôi đi, ngay cả câu hỏi không quan trọng đừng hỏi. Công việc không quan trọng đừng làm, nơi chốn không quan trọng đừng đi. Chuyện không quan trọng đừng nói đến, nếu không, chúng ta sẽ không bao giờ có thời giờ. Không bao giờ có thời giờ, đúng là đôi khi người ta đến quấy rầy, khiến chúng ta bận rộn những chuyện không đâu. Cho nên phải biết lúc nào nên từ chối. Quý vị nói, xin lỗi tôi có chuyện phải làm, thật sự là vậy. Bởi vì nếu không có gì làm thì quý vị đi ngồi thiền, đó cũng là làm điều gì đó. Và là công việc quan trọng nhất trên đời. Đôi khi quý vị bận rộn, chúng ta thậm chí phải hy sinh điều đó. Cho nên bất cứ lúc nào nếu có ai đi ở quá lâu hơn sự hoan nghênh của mình, hoặc nói chuyện không đâu, phí thời giờ của mình, cứ nói xin lỗi tôi thật sự phải đi. Đi đâu? Đi vào nhà tắm, thiền. Nếu họ ngồi ở trong phòng khách thì quý vị đi vào nhà tắm, có thể leo ra cửa sổ đi đâu khác. Đôi khi người ta không chịu để quý vị yên hả? Và đôi khi người ta đến với danh nghĩa giúp đỡ quý vị, nhưng họ tạo thêm rắc rối. Cứ đến để lẩn quẩn, hỏi chuyện không đâu và làm hư những gì quý vị đang làm. Rồi quý vị phải làm lại, đủ loại người cả. Một cách nữa quý vị có thể làm, nếu thấy sợ hoặc đôi khi cảm thấy có chúng sinh vô hình ở chung quanh,
hay ở đằng sau, hay bị ma nhập trước khi đến với tôi, và quý vị vẫn còn sợ, thì có thể để hình của tôi ở xung quanh như một vòng tròn. Quý vị có nhiều hình mà, không cần lớn nhỏ thôi. Dù là hình nhỏ, chỉ cần tạo một vòng tròn nhỏ chung quanh quý vị, đó là điều còn sót lại từ truyền thống Tây Tạng, từ mạng Đà La. Họ hay vẽ vòng tròn. Đó là lúc mới đầu, khi thầy của họ dạy họ ngồi thành vòng tròn với những đồ vật của Minh Sư đã gia trì và tặng cho họ làm kỷ niệm đầy tình thương và gia trì của Minh Sư, và để chung quanh họ, sau này họ cầu kỳ hơn một chút, họ cộng thêm đủ thứ đồ, bông hoa, nhang, đồ vật, cát, màu sắc, vân vân. Quý vị đặt hình của tôi ở chung quanh, để thêm bông hoa nếu muốn, nhang hay đèn cầy, bất cứ gì, nhưng đừng tạo nhiều khói quá. Quý vị sẽ ho luôn miệng, bởi vì nhang và khói đèn cầy tuy có vẻ thơ mộng, có vẻ tâm linh, nhưng nhiều khi cũng làm mình khó chịu. Rồi quý vị bị khan cổ, hoặc sau đó bị khó thở và ảnh hưởng lâu dài, không tốt đâu nhé. Nhưng nếu quý vị chịu được thì không sao. Quý vị cũng có thể lần tràn hạt hay tụng niệm bất cứ gì, nhưng rồi sẽ bị ràng buộc vào tràn hạt và thói quen đó và quên chú tâm ở đây, mất trí huệ, và rất khó bò lên trở lại, bởi vì mỗi ngày chúng ta đã ràng buộc quá nhiều vào thế giới bên ngoài. Mỗi sáng khi thức dậy, chúng ta phải rửa mặt, đánh răng, rồi nhìn, trang điểm, đeo cà vạt, đủ thứ như vậy, bấy nhiêu là chú tâm đến vật chất, nhiều lắm rồi. Và khi ở chỗ làm, chúng ta nghĩ đến tiền, về đến nhà vẫn còn nghĩ đến tiền, cho nên mỗi ngày chúng ta đã thiền về đàn bà, đàn ông, cà vạt, trang sức, trang điểm hay tiền bạc nhiều rồi. Vì vậy, khi có được thời gian để thiền, chúng ta nên tập trung vào bên trong. Lý do là vậy, không phải minh sư nào hay chính tôi vì lý do đó mà cấm quý vị làm cái này cái nọ, bởi vì chúng tôi cực đoan, vì có thẩm quyền, không phải vậy. Khi ở một mình, chúng ta nên quên hết mọi chuyện, nên chú tâm vào bên trong, nên mất trí huệ. Thật ra, khi quý vị nhìn với mắt trí huệ, đó là bên trong. Hơn nữa, chúng ta không ở bên trong, cũng không ở bên ngoài, không ở đâu cả. Chỉ là nói như vậy để quý vị biết cách làm về phương diện vật chất. Vì thật ra, khi quý vị nhắm mắt, bịt tai lại, mọi thứ đều ở bên trong, lúc đó không còn liên lạc với thế giới bên ngoài nữa, lý do là vậy. Rồi quý vị sẽ nhận biết là chính mình, rằng mình là linh hồn, mình là Thượng Đế, mình là Phật. Do đó, tràn hạt hay những thứ như vậy, vào lúc đó sẽ bất lợi thêm, cản trở thêm sự tập trung của chúng ta, chứ không phải là nó không tốt. Bất cứ gì nhắc nhở chúng ta về Thượng Đế đều tốt. Hình, tràn hạt, thánh giá, tượng Phật, thứ nào cũng được, ngoại trừ lúc thiền. Tuyệt đối bỏ xuống mọi thứ thì tốt hơn, bởi vì quý vị là Phật, là thánh giá, là Thượng Đế, không cần các thứ khác nhắc nhở. Đôi khi tôi cũng khuyên một vài quý vị có thể để đèn sáng, như vậy cũng được, nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng vậy hay là ai cũng phải làm như vậy. Nhưng rồi người này học của người kia và nói, à, tôi cảm thấy thoải mái sau khi đốt đèn lên, rồi mọi người đều làm như vậy, nó trở thành thói quen, không nên như vậy. Đèn cầy nhấp nháy, nhang, ngửi mùi, rồi hắt xì, ắt xì tùm lum. Rồi quý vị ngồi đó nghĩ, nhang này không thơm, ta không thích, ta thích trầm hương hơn. Rồi lần tới quý vị để hoa khác, ồ, hoa hồng làm mình khó chịu, bông cúc tốt hơn, rồi cứ ba la ba la ba la. Rồi mất hết thời giờ đi ra phố mua hoa cúc, cũng chỉ vì người hàng xóm bảo rằng khi thiền họ để hoa cúc, thấy sư phụ hiện đến thật là thoải mái và tôi thiền tốt hơn. Tin mù quáng rất là tai hại, hại cho sự tu hành. Những gì ai nói, ngay cả bài giảng của tôi, quý vị cũng nên chứng minh được. Nếu phân tách xem nó có hợp lý không trước khi chấp nhận, quý vị có thể dùng chút dầu xoa mắt trí huệ, nếu da khô thì dùng dầu trơn hơn. Nó cũng giúp giảm nhăn da cho những người già như tôi, nhưng tôi không dùng thường, chỉ xoa khi trang điểm mà thôi.
Khổ đau thực sự cứu quý vị khỏi bệnh tật, ung thư, thương tích hoặc tai nạn xe cộ thực sự là chuyện nhỏ. Dĩ nhiên, những chuyện này rất quan trọng đối với quý vị, tôi hiểu. Tôi biết là nếu quý vị thọ tâm ấn hoặc đi trên con đường tâm linh này, đủ loại thần thông và phép lạ chắc chắn sẽ xảy ra. Những gì đến, lúc phải xảy ra sẽ xảy ra, có rất nhiều chuyện như vậy, không phải rằng những điều này không là gì. Bất kể có bao nhiêu rắc rối, một ngày nào đó chúng ta sẽ rời khỏi thế giới đau khổ này. Nhưng nếu linh hồn chưa được cứu rỗi, đây mới là đau khổ thực sự. Đời đời kiếp kiếp họ sẽ luân hồi và tiếp tục đau khổ. Họ sẽ đau khổ ngày càng nhiều hơn và càng lúc càng tạo thêm nhiều nghiệp chướng. Mỗi lần tái sinh, họ sẽ gặp thêm người mới, tạo thêm quan hệ mới, tiếp xúc với một số người xấu. Và rồi nghiệp chướng của họ sẽ trở nên ngày càng phức tạp và càng lúc sẽ càng khó hơn cho họ đi lên những cảnh giới cao hơn. Cho nên thật sự, nếu quý vị nói quý vị tri ân tôi vì tôi đã cứu quý vị khỏi bệnh, chữa lành mắt hoặc chữa ung thư cho quý vị, tôi hiểu lòng tri ân đó, nhưng đừng nhắc tới những chuyện tầm thường này nữa, đây là chuyện nhỏ nhặt. Hãy thiền thêm và câu thông với lực lượng toàn năng của chúng mình. Đó mới là điều tốt nhất, mang lực lượng toàn năng của mình ra dùng mỗi ngày, bằng không chúng ta sẽ chết trong hối tiếc và đau khổ. Chúng ta đau khổ lúc còn sống và sẽ chết trong hối tiếc, thật sự là như vậy. Qua ánh sáng và âm thanh, chúng ta được cung cấp lại nhiều hơn, bởi khi chúng ta làm việc trong thế gian, thân thể bị cạn hết ánh sáng và linh hồn, không muốn ở lại trong đó, và rồi chúng ta thiếu ánh sáng, thiếu vắng linh hồn. Nếu có thêm ánh sáng thì linh hồn trở lại. Đó là lý do chúng ta bị bệnh, không đủ quân bình, linh hồn không đi xa lắm. Đôi khi chỉ rời khỏi một thời gian, quý vị vẫn hoạt động và nghĩ rằng có linh hồn trong thân thể, nhưng không, linh hồn đã đi khỏi. Giống như khi quý vị ngủ, quý vị ẩn ở đó, nhưng linh hồn đã đi ra rồi. Đôi khi linh hồn ở bên cạnh quý vị, hoặc ở trên đầu quý vị, hoặc đi hơi xa một chút. Nếu quý vị bỏ bê thân thể quá mức, linh hồn không cảm thấy muốn giúp quý vị nữa, bởi vì đó là dấu hiệu của quý vị muốn chết. Chẳng hạn nếu quý vị hút thuốc và uống rượu vân vân, đó là dấu hiệu quý vị không muốn sống. Nên linh hồn cố tìm cách rời xa quý vị, rời xa thân thể, không chết lập tức nhưng cách ly. Vào lúc thọ tâm ấn, linh hồn đã được tự do, nên linh hồn luôn có thể rời thân thể bất cứ lúc nào. Đó là lý do đôi khi quý vị thiền, quý vị nhập định, linh hồn đi quá xa, thân thể không nghe được, linh hồn đã tự do. Người tu hành có ba loại. Loại thứ nhất, rất tin tưởng Thượng Đế, rất phục tùng Thượng Đế. Loại thứ hai, vì Thượng Đế mà làm việc. Loại thứ ba là cao nhất, cùng Thượng Đế đồng nhất thể, biến thành Thượng Đế, họ đến một cách tự nhiên, không phải vì mong cầu mà đến. Những người đó đương nhiên rất thành tâm, nhưng không tham vọng. Thành tâm và tâm cầu mong không giống nhau. Đôi khi chúng ta có thể lầm lẫn tâm mong cầu và thành tâm, nhưng không phải vậy. Loại người thứ nhất, họ rất thích sùng bái Thượng Đế, phục tùng Thượng Đế. Họ rất hài lòng và vui với ý tưởng có một Thượng Đế là một vị cao hơn họ và chăm sóc cho họ. Họ không còn mong gì hơn ngoài điều này. Loại người thứ hai nhận biết Thượng Đế và thích làm việc cho Thượng Đế. Bất cứ làm gì cũng chỉ vì Thượng Đế, nhưng sau một thời gian họ sẽ yêu công việc hơn là yêu Thượng Đế, nên họ càng ngày càng kiếm công việc để làm, mà quên rằng mục tiêu tốt ráo của họ là Thượng Đế. Những người này có thể đạt được rất nhiều phước báo, họ làm rất nhiều việc tốt, như độ chúng sinh, thuyết giảng, xây chùa, xuất gia, làm việc thiện, vân vân. Tuy nhiên, sau khi họ làm công việc này một thời gian, người ta bắt đầu sùng bái và rất mến mộ họ. Tuy rằng họ rất có đạo đức và một mực tán thán họ, người ta càng tán thán họ càng thích làm, rồi họ say mê công việc thiện đó, dần dần họ chấp vào việc hành thiện, cho nên vĩnh viễn không sao cùng Thượng Đế đồng nhất thể. Hai loại tín đồ đó đều không đạt đến cảnh giới tối cao, một loại là mê vào sùng bái Thượng Đế, một loại là mê làm việc vì muốn cho Thượng Đế vui. Loại người thứ ba cũng có thể sùng bái Thượng Đế, cũng có thể họ làm việc thiện vì muốn làm vui lòng Thượng Đế, nhưng họ hiểu rằng những thứ này chỉ là phụ thôi, họ
Họ muốn biết Thượng Đế là ai, họ không phải chỉ muốn sùng bái, họ không phải chỉ làm việc để làm vui lòng Thượng Đế, họ muốn bắt được Ngài. Loại người này sẽ cuối cùng trở thành đồng nhất thể với Thượng Đế. Rất ít người đạt đến cảnh giới này. Sau khi tâm ấn, ma dương đi nơi khác bởi vì linh hồn không còn thuộc về nó nữa. Nó không thể kiểm soát quý vị được, nhưng dĩ nhiên nó vẫn tìm cách lừa gạt quý vị. Nó cố gắng tạo khó khăn cho quý vị, nhưng đó là phận sự của nó, và phận sự của quý vị là đi theo con đường của mình, không cần biết nó nói gì. Nếu quý vị thật sự thành tâm muốn về nhà, thậm chí cả 10.000 ma vương cũng chẳng làm gì được quý vị. Được tâm ấn là một phước báo rất lớn, lớn vô cùng. Nếu biết rõ quý vị sẽ chết trong biết ơn và kinh ngạc vì hiểu được tâm ấn vĩ đại cỡ nào, thật sự vĩ đại vô cùng, tôi không thể diễn tả sự vĩ đại đó, tôi chỉ có thể vui mừng cho quý vị. Quý vị thật sự rất là may mắn. Không cái gì có thể mua được cho quý vị, không có gì có thể đổi lấy được, và không có gì có thể đem nó đến cho quý vị ngoại trừ hồng ân của Thượng Đế. Dĩ nhiên đây cũng là thời điểm của quý vị, nếu không, dù có cầu nguyện cả ngàn năm, quý vị vẫn không được món quà này. Đó là điều vĩ đại nhất mà tôi có thể có được ở bất cứ nơi đâu trong toàn vũ trụ. Người nào không được, ngay cả những chúng sinh tâm linh cao đẳng sẽ ganh tị với quý vị. Họ rất ganh tị bởi vì họ đang trên con đường trở thành minh sư, trong khi họ vẫn chỉ là những chúng sinh tâm linh, thiên thần, thiên nhân. Chúng sinh sống trong những cảnh giới thiên đàng, họ sẽ chết một ngày nào đó, nhưng quý vị thì không, họ sẽ xuống thấp. Nhưng quý vị thì không, quý vị sẽ tiếp tục đi lên, vượt qua họ, cao hơn họ, trở nên vinh quang, lộng lẫy hơn, quý vị sẽ ở mọi nơi, bất cứ thứ được. Thật vậy, quý vị không thể biết được cho tới khi thời điểm đến. Khi ăn, hãy cảm tạ Thượng Đế, khi uống, cảm tạ Thượng Đế. Thậm chí khi đi nhà vệ sinh, hãy cảm ơn cây cối cho giấy vệ sinh. Xin lỗi, chúng ta đốn hàng tỷ cây mỗi năm chỉ để vứt vào bồn cầu và những chuyện khác. Đâu phải tất cả giấy đều được tái chế, lúc nào cũng là cây mới. Và chúng ta dùng giấy mà không biết ơn cây cối, không cảm thấy thương tiếc cho cây cối, không cảm ơn rừng xanh, không gì cả. Mọi việc chúng ta làm ở đây, mọi thứ chúng ta có ở đây, phải là sự nhắc nhở về lòng biết ơn của mình đối với toàn vũ trụ, cho tất cả những tiện nghi, cho tất cả những tạo vật đã gia trì, giúp đỡ, hy sinh cho chúng ta mỗi ngày. Bất cứ là những gì chúng ta làm cũng không bao giờ đủ để đền ơn tất cả những điều này. Cho nên hãy cầu nguyện là quý vị tu hành đủ để có thể chia sẻ một ít công đức tâm linh với các tạo vật chung quanh. Mặt đất quý vị bước đi, không khí quý vị thở, bầu trời dang rộng vòng tay suốt ngày cho quý vị, ban cho quý vị những màu sắc đẹp để xoa dịu đôi mắt của quý vị và để quý vị cảm thấy rộng mở, không bị tù túng ở một nơi chật hẹp đâu đó, mà quý vị có cả bầu trời và tất cả cây cối mang lại cho quý vị dưỡng khí, bóng mát và trái cây. Tất cả rau cải đã ban bố sự sống của họ cho đời sống của quý vị. Mọi thứ mà chúng ta cần, từng có hay đang dùng đều nhắc nhở chúng ta về sự nối kết với vạn vật và đấng thiêng liêng. Chúng ta xin lỗi mọi chúng sinh về những hư hại và chúng ta gây ra và đang gây ra cho họ một cách vô tình hay đôi khi cố ý vì nhu cầu, vì sự tiện nghi của chúng ta. Nhiều chúng sinh đau khổ hy sinh cho chúng ta, cho dù chúng ta có tiền để mua, dù cảm thấy mình xứng đáng hưởng, cho dù những thứ này chỉ là vật dụng hàng ngày và chúng ta thậm chí không nghĩ đến, nhưng chúng ta nên dùng nó để nhắc nhở mình, để được kết nối, đó cũng là tu hành. Khi hít thở, chúng ta cũng đã làm hại rất nhiều chúng sinh vô hình. Cho nên mỗi ngày, nếu không thể cảm tạ vào mọi lúc, thì buổi sáng, quý vị biết ơn cho một ngày đẹp đang tới và sự bảo vệ mình. Nếu tôi dùng rau cải, tôi cảm ơn tất cả rau cải đã hy sinh vì tôi và cảm ơn tiên thần đã chăm sóc rau cải để rau cải mọc tươi tốt, thơm ngon. Cảm ơn cây đã cho tôi trái mặc dù tôi không thấy cây đó, nhưng qua trái tôi cảm ơn cây đã cho tôi trái đẹp và ngon như vậy. Và tôi gia trì cây cối, tôi chia sẻ một số điểm công đức tâm linh cho sự tiến hóa của cây.
Nếu vô tình làm con kiến đau hay gì đó, tôi chia sẻ điểm công đức tâm linh của tôi với họ. Mỗi ngày tôi chia sẻ với tất cả chúng sinh nào. Và đó là cách chúng ta duy trì sự kết nối với mọi tạo vật. Và qua mọi tạo vật, chúng ta cảm tạ các vị thần, nữ thần và đấng tối cao đã tạo ra họ, đã giúp đỡ chúng ta. Đó cũng là thiền. Thân thể vật chất là một cảnh giới khác. Với thánh nhân, chúng ta có hai thứ, một bên là phước báo, một bên là nghiệp quả. Phước báo thay đổi, làm cho tốt, nhưng nghiệp quả cũng phải thay đổi, làm cho xấu đi. Vấn đề là vậy. May mắn chúng ta có phước báo để trung hòa phần nào ảnh hưởng của nghiệp quả, nhưng vẫn không đủ, không đủ. Cho dù công đức của người tu hành lớn hơn nghiệp quả của thế giới, vẫn không được phép trung hòa nó. Phước báo người ta giữ, nghiệp quả người ta giữ. Bởi vì nếu giả sử tôi mang thiện nghiệp cho tất cả người xấu, họ tiếp tục cách sống của họ, ma túy, rượu, giết nhau, giết thú vật, vậy có ích gì? Họ phải thức tỉnh, họ phải tự khai ngộ. Quý vị không thể tha thứ bất cứ ai. Thật vậy, một số người không tha thứ được, bởi vì khi trở ra họ lại tái phạm. Chuyện đó có phải không? Vấn đề là vậy. Đôi khi họ không muốn tái phạm, nhưng bạn bè lúc trước đến rồi cám dỗ họ lại, và xã hội cũng không chữa lành họ hoàn toàn, không hỗ trợ người trong tù ra, vân vân, cho nên họ rơi vào cạm bẫy xưa. Nhưng dù vậy, không có lý do để bào chữa cho loại người này, họ phải tự chăm sóc mình. Mặc dù có những đoàn thể tu hành như đoàn thể chúng ta chẳng hạn, hoặc bất cứ đoàn thể nào tốt và những người tu hành thật sự tốt và đạo đức, mặc dù họ có rất nhiều công đức, thậm chí họ có thể giúp toàn thế giới để không có gì xảy ra cho địa cầu, cho dù họ làm vậy được, họ cũng không được phép. Họ chỉ được phép chia sẻ một phần công đức của họ, nhưng cứu chuộc tất cả thì không được. Chúng ta sẽ để những người sát hại nhau và giết tất cả thú vật, ăn thú vật mỗi ngày nơi đâu? Chúng ta để họ ở đâu? Ở thiên đàng à? Họ tiếp tục làm vậy ở đó và biến nơi đó thành địa ngục, hiểu không? Tôi nhớ có một bộ phim tên là Chân Trời Đã Mất, phim xưa với Peter Finch. Phim xưa quý vị biết không? Phim rất xưa, họ tìm thấy Shangri-La là thiên đàng hạ giới. Rồi một người trong nhóm nói, phải chi chúng ta mang mọi người đến đây thì hay quá, vì đây là cực lạc. Và một người có trí huệ hơn nói, đừng, nếu mang tất cả họ đến đây, chỗ này sẽ không còn là cực lạc nữa. Phải, thật sự là vậy. Định mệnh có thể thay đổi qua sự cố gắng và đạo đức của mình và qua lực lượng thiền định, nhưng chỉ thay đổi được phần nào. Nếu thấy thay đổi hoàn toàn, quý vị có thể phải vãng sanh. Quý vị không còn lý do để ở lại thế giới này nữa. Nếu không còn nghiệp quả nữa, quý vị phải ra đi. Cho nên, đôi khi phải có một chút kết nối qua nhân quả để quý vị có thể ở lại và hoàn tất mục đích của mình. Quý vị biết tại sao sư phụ đắc đạo không? Vì sư phụ luôn nghĩ đến người khác. Quý vị tu hành bị kẹt ở chỗ đó. Những gì đẹp thì để dành cho mình dùng, thức ăn ngon đều dành cho mình ăn. Chúng ta không nên ôm giữ định kiến rằng mình đau buồn, thấp kém, xấu xí hay là không đạo đức. Phải dùng tư tưởng để thay đổi quan niệm của mình và huấn luyện các tế bào, cơ thể nghe theo lý tưởng và yêu cầu của chúng ta. Chúng sẽ thay đổi và đi theo đường lối suy nghĩ của chúng ta. Đây là cách các tế bào thu thập tài liệu. Mỗi ngày hãy chăm sóc bản thân. Nói với mình là mình rất tốt và có nỗ lực làm tốt nhất, các tế bào sẽ làm theo, rồi đẳng cấp của quý vị sẽ được nâng cao và quý vị sẽ ngày càng thoải mái hơn. Càng nói chuyện về điều tốt bao nhiêu, bức tường năng lực bao quanh quý vị càng dày. Sau đó, đồng khí tương cầu, quý vị sẽ hút năng lượng tốt từ những phương hướng khác nhau. Nhưng khi chúng ta có một tư tưởng không chính đáng, chúng ta hấp dẫn đủ mọi chướng ngại cũng như những từ trường khác lạ, xấu xa đem đến sự đau khổ cho chính mình. Mỗi khi nghĩ khẳng định, chúng ta có thêm điểm. Mỗi khi nghĩ phủ định, chúng ta mất điểm. Chắc chắn là như vậy. Còn tùy vào loại ý nghĩ phủ định gì, nếu ý nghĩ đó xấu và nặng nề, quý vị sẽ mất nhiều hơn. Nếu nhẹ hay ít,
xấu hơn thì quý vị mất ít hơn. Tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta rất mạnh, nhất là đối với những người tu pháp môn Quán Âm. Vì quý vị đã được câu thông trở lại với lực lượng Thượng Đế của chính mình, cho nên quý vị nghĩ gì, muốn gì, nói gì, sớm muộn sẽ trở thành sự thật, sẽ đến. Vì vậy hãy coi chừng những gì quý vị nghĩ phải thật sự là điều quý vị muốn. Đừng hay nghĩ ngợi vớ vẩn rồi sau này tiếc nuối, bởi vì quý vị là Thượng Đế, quý vị tạo ra tất cả mọi thứ bằng sự suy nghĩ của mình. Tình thương vô điều kiện là tình thương của Đức Phật, của Chúa Giêsu hay những vị tu sĩ cao đẳng. Họ chỉ hy sinh bản thân họ hoặc họ làm bất cứ điều gì vì người khác, thậm chí làm những điều mà họ không thích hay sự khổ nhọc. Làm việc nặng nhọc hay chịu đựng những hoàn cảnh khó khăn, đó là vì làm việc cho người khác, đó là tình thương vô điều kiện. Nhưng quý vị không thể, thường thì quý vị không có được tình thương vô điều kiện với người mà quý vị có quan hệ sinh lý, bởi vì quý vị muốn giữ người đó cho riêng mình. Và ngay cả nếu quý vị muốn làm cho anh ta hạnh phúc, thì chỉ là vì điều đó cho quý vị hạnh phúc, bởi vì anh ta là của quý vị. Nhưng tình thương vô điều kiện là quý vị thương tất cả mọi người, quý vị làm đủ thứ cho mọi người mà thậm chí không cần người đó biết đến quý vị. Người đó thậm chí không phải là của quý vị hay làm bất cứ điều gì đền đáp cho quý vị. Đó là tình thương của Phật. Đó là một đẳng cấp khác. Quý vị không thể có tình thương vô điều kiện, tôi xin lỗi phải nói như thế. Nhưng nó có thể xảy ra, nảy sinh tình thương vô điều kiện nếu hoàn cảnh phát sinh. Chẳng hạn, quý vị có bạn trai hoặc như quý vị lấy chồng, phải không? Nhưng anh ta mắc bệnh, rồi có lẽ anh ta cần ghép gan, và rồi gan của quý vị phù hợp, nên mặc dù cho đi một phần gan của mình, điều đó có thể rất nguy hiểm đối với quý vị, nhưng quý vị sẽ vui lòng làm như vậy, bởi vì quý vị thương anh ta. Và đó có lẽ cũng là tình thương vô điều kiện, hoặc một phần, hay tình thương vô điều kiện cao đẳng. Đó cũng có thể là tình thương vô điều kiện, nhưng vẫn là bởi vì anh ta là của quý vị, hiểu ý tôi không? Cho nên nó có một chút vô điều kiện trong đó. Quý vị muốn anh ta sống vì quý vị, hoặc quý vị không thể chịu được khi thấy anh ta chết hay đau đớn, bởi vì anh ta là của quý vị, bởi vì quý vị có quan hệ mật thiết với anh ta. Còn tình thương vô điều kiện là quý vị giúp quý vị làm mọi việc mà không cần người đó ở bên cạnh, hay làm bất cứ điều gì cho quý vị, hoặc thậm chí biết tên quý vị hay là biết mặt quý vị, cũng không suy nghĩ gì cả, chỉ giúp vì anh ta cần điều đó, bất cứ ai, bất cứ nơi đâu. Khó để có được tình thương vô điều kiện nếu quý vị ở bên nhau như sở hữu nhau. Cái đó cũng mang đến dấu ấn của sự ràng buộc và sở hữu, và cả sự thương yêu chính mình nữa. Không có gì sai, không có gì sai khi yêu người bạn đời của mình, không sai. Chỉ là đó không phải là tình thương đại đồng lớn lao như chúng ta thương yêu thế giới hay thương yêu người khốn khó, nó khác. Tình cảm cá nhân cũng rất sâu đậm và rất thỏa mãn. Nếu quý vị thương yêu nhau, quý vị sống vì điều đó, như vậy cũng rất tốt, tôi không có ý xấu hay gì cả. Nhưng khó để không bị ràng buộc vì nếu quý vị có tình cảm vợ chồng. Thậm chí nếu quý vị thương yêu kẻ thù mình hay yêu bạn trai mình, đó là một phần của Thượng Đế trong anh ta mà quý vị thương. Nó hấp dẫn quý vị, chỉ là đừng luôn quên rằng anh ta cũng là một phần của Thượng Đế. Và hãy thương anh ta như thương Thượng Đế vậy, không chỉ con người bằng nhục thể. Như vậy dễ tha thứ và thương yêu anh ta nhiều hơn. Đừng quên rằng anh ta cũng là Thượng Đế, cho dù anh ta không phải là đồng tu hay không ăn chay. Như vậy quý vị có thể thương anh ta nhiều hơn và dễ bỏ qua những lỗi lầm của anh ta hơn. Huấn luyện trẻ em phải bắt đầu từ trong bụng mẹ, trong lúc có mang. Phải nói điều tốt, chuyện khẳng định, đọc sách cho trẻ em nghe hay đọc từ điển. Mỗi ngày đọc mấy trang cho nó nghe, lúc ra đời nó có thể nói chuyện với quý vị. Đúng vậy, chỉ số thông minh của đứa bé sẽ cao hơn. Thường xuyên hát cho nó nghe, hát những bài ca tốt, khẳng định, chỉ số thông minh của nó sẽ được nâng cao.
có lẽ 50% hay là 20%. Trong lúc thai nghén kích thích tiềm năng của nó, hệ thống thần kinh của nó sẽ phát triển nhiều hơn. Khi ra đời, nó sẽ rất thông minh hơn các trẻ em không được nghe hát, không được nghe nói chuyện. Trẻ em ngày nay rất thông minh, quý vị biết tại sao không? Bởi vì đa số phụ nữ trong lúc có mang đều coi tivi, cung cấp tài liệu cho nó sẽ thu nhận được, bởi vì não bộ của thai nhi đã bắt đầu trưởng thành. Cho nên những gì người mẹ hấp thu, thai nhi bên trong cũng hấp thu được. Đừng cho rằng qua một cái bụng nó sẽ không nghe được, thật ra quý vị có ảnh hưởng nó, vì quan hệ mẫu tử rất mật thiết. Quý vị ăn thức ăn gì, suy nghĩ gì đều bị ảnh hưởng đến thai nhi. Cho nên phải ăn nhiều thức ăn bổ não, chẳng hạn như rau dền, các loại cải xanh. Như vậy trẻ em sinh ra sẽ rất dễ coi, rất thông minh. Muốn trẻ em đẹp, trong nhà nên treo hình người đẹp, có đạo đức. Trẻ em sinh ra sẽ rất thanh tú, nhất định sẽ có ảnh hưởng. Quý vị nghĩ đến người nào trẻ em sẽ giống người đó. Đa số trẻ em lúc sinh ra đời rất giống cha, bởi vì người quý vị yêu thương nhất chính là chồng của quý vị. Ghét nhất ông cũng là ông ta, cho nên mỗi ngày nhớ đến ông, trẻ em nhất định sinh ra sẽ giống cha. Như vậy cũng tốt, đây là sự an bài của Thượng Đế. Vì không cần biết diện mạo của trẻ em như thế nào, phụ nữ đều biết đó là con của họ. Còn người chồng không thể biết chắc chắn được, phải không? Nếu trẻ em giống cha, ông sẽ rất mừng, sẽ chăm sóc nó, thương nó nhiều hơn. Cho nên đừng ganh tị mà nói rằng quái lạ, các con sinh ra đều giống cha chúng mà không giống tôi. Điều đó là tự nhiên thôi. Có một số người trong thái hóa thân sư phụ vẫn chưa mãn nguyện. Họ đến gặp sư phụ không hiểu tại sao lại như vậy. Vì nhục thân khó được, còn hóa thân thì mọi người đều có. Hóa thân có thể trông thấy một cách dễ dàng, nhục thân thì khó hơn một chút. Phật Bồ Tát tại thế mới có thể có nhục thân. Sau khi Ngài ra đi thì chỉ còn lại hóa thân mà thôi. Dĩ nhiên, có thể trông thấy hóa thân và nhục thân thì càng tốt hơn. Bình thường các vị Phật chỉ có hóa thân mà không có nhục thân, cho nên không thể giúp đỡ chúng sanh được. Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn còn hóa thân, nhưng Ngài không thể truyền tâm ấn cho chúng ta, không thể giúp chúng ta điều gì. Ngài có thể dắt chúng ta đến một vị Phật tại thế, có nhục thể khác, để vị Phật này truyền tâm ấn cho chúng ta. Ai cũng thích nhục thân, bởi vì nhục thân hiếm có. Hóa thân thì nhiều quá. Hóa thân của Phật Bồ Tát tràn đầy vũ trụ, vô sở bất tại. Còn nhục thân mới hiếm, chỉ có vài người. Chỉ khi Phật hạ phàm, chúng sanh mới thấy được nhục thể của các ngài. Muốn hóa thân thành nhục thân này phải trải qua một tiến trình phức tạp, phải kết hợp rất nhiều khía cạnh trong vũ trụ, nhân duyên, công đức của chúng sinh và thiên ý. Cho nên trông thấy nhục thân còn quý hơn là trông thấy hóa thân. Nhưng điều này sư phụ chỉ nói cho quý vị nghe thôi, đừng nói cho người khác biết. Sư phụ không biết tại sao hôm nay sư phụ lại nói với quý vị như vậy. Thường điều này không nên nói ra, người ta nghe được sẽ cho rằng quý vị rất ngạo mạn, tán thán nhục thân và khinh rẻ hóa thân. Quý vị thấy người nào được rất nhiều người thích nhìn, người đó nhất định đã tu hành đắc đạo. Không cần biết diện mạo ông như thế nào, không cần biết ông nói tiếng gì, thuyết pháp hay không, nói chuyện có hay không, không cần biết ông có sờ đầu quý vị hay không, có cho quý vị giật gì hay không, mọi người vẫn thích ông, như vậy là ông đã đắc đạo rồi. Trong sách Trăng Tử có ghi chép như sau: có một ngày đệ tử của Khổng Tử hỏi rằng, ở một nơi khác có một người, ông vừa què vừa gù lưng, nhưng đệ tử của ông cũng khá nhiều như thầy. Đi đứng nằm ngồi, ông đều không nói gì, không dạy gì cả, nhưng ai cũng muốn đến ở với ông. Đàn ông thì muốn làm bạn với ông, đàn bà thì muốn làm vợ ông, mọi người đều rất thích ông. Thưa thầy, tại sao vậy? Khổng Tử phán rằng người đó đã đắc đạo.